there. Welcome to Julie's channel. Hi guys. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Julie Ánh Ngọc. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Tiếp nối video về các cặp từ tiếng Anh dễ bị nhầm lẫn về nghĩ, thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn 10 cặp từ nữa nhé. Ok, so are you ready? Let's get started. It's a lime and it's a lemon. Lime và lemon khác nhau về màu sắc. The lime is green and the lemon is yellow. Vậy lime là chanh vỏ xanh, còn lemon là chanh vỏ vàng các bạn nhé. It's a watch and it's a clock. Các bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa hai loại đồng hồ này. Watch là đồng hồ đeo tay, còn clock là đồng hồ treo tường các bạn nhé. It's a plane and it's a helicopter. Các bạn hãy nhìn hình ảnh để thấy sự khác nhau giữa hai loại máy bay này. Bạn có thể thấy plane ở nhiều sân bay. Plane là phương tiện chuyên chở hành khách, hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác, có thể là ở trong nước hoặc là nước ngoài. Còn helicopter là máy bay trực thăng các bạn nhé. They are snorkeling and she's scuba diving. Snorkeling là lặn với ống thở và kính bơi nhưng không lặn sâu. Còn scuba diving là lặn sâu, có các thiết bị lặn như là bình dưỡng khí, ống thở, chân vịt lặn, vân vân. It's a movie and it's a TV series. Movie là phim ngắn, phim lẻ, phim chiếu rạp, thường có thời lượng ngắn dưới 2 tiếng đồng hồ, ví dụ phim Bố Già của Việt Nam. Còn TV series là phim truyền hình nhiều tập, thường được chiếu ở trên mạng hoặc là trên TV, vân vân. Ví dụ phim Bằng Chứng Thép của Hồng Kông. Scary và scared là hai từ mà các bạn học sinh dễ nhầm lẫn. Scary là một tính từ thể hiện tính chất của một người, một vật, một hiện tượng, vân vân, mang nghĩa là đáng sợ. Ví dụ, this spider is so scary. Còn scared là động tính từ thể hiện cảm xúc sợ hãi. Ví dụ, I am so scared of this spider. Beach là bãi biển, đây là chỗ có cát, gần bờ. Ví dụ, ở thành phố Vũng Tàu có bãi trước, bãi sau, vân vân. Sea là biển. Sea bao gồm nhiều bãi biển. Ví dụ, các bãi biển ở Vũng Tàu, Nha Trang thuộc Biển Đông của Việt Nam. Còn từ ocean là đại dương. Ví dụ, các bãi biển ở Việt Nam cũng như là Biển Đông đều thuộc về Thái Bình Dương. Các bạn hãy xem shorts video của cô về tên 5 đại dương trên thế giới nhé. Miss là động từ thể hiện sự nhớ nhung, nhớ thương, người, vật hoặc điều gì đó, thường là do lâu ngày không gặp. Ví dụ, I haven't seen my best friend Kelly for a long time, so I miss her a lot. Còn remember là ghi nhớ về sự kiện, bài học, về đặc điểm của người, đồ vật, vân vân. Nào, bây giờ cô sẽ có một ví dụ sử dụng cả hai động từ miss và remember nói về giáo viên tiếng Anh yêu thích nhất của cô nhé. Up to now, I still remember my favorite English teacher. Her name is Hương An. She was my head teacher when I was in grade 8. She's so tall with a high nose and fair skin. She's the teacher that I respect the most. I love her and I really miss her.
Recognize và realize đều mang nghĩa là nhận ra, nhưng bạn cần chú ý cách dùng hai động từ này đúng ngữ cảnh. Bạn dùng động từ recognize khi bạn đã nhận ra được một ai đó, một sự vật nào đó. Ví dụ, well, I have recognized you. We met each other at Tommy's party. You're his cousin. Realize là hiểu và biết một sự thật, một điều gì đó, thường nhận ra sau quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Ví dụ, I realize being good at English is the key to my career success. See là nhìn người, vật, không có chủ đích. Người hoặc là vật đó tự xảy ra trước mắt bạn. Ví dụ, you can see a lot of jacaranda trees along the street. Look là nhìn người hoặc vật nào đó có chủ đích. Ví dụ, ở trong lớp học, giáo viên thường nói, everyone, look at the board. Watch là nhìn, xem, theo dõi chăm chú điều gì đó đang chuyển động, videos hoặc là các chương trình trên TV. Ví dụ, you are watching my video. So, that's it for the video today. Hopefully you enjoy my content. Subscribe to my channel to see all my latest videos about English. I'll see you very soon. Bye!